Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa cái lỗi mà dính chữ ở trong Word. Đấy, thì các bạn thấy là rất nhiều bạn gặp phải cái tình huống như thế này. Đấy, đấy các bạn thấy nhá, ví dụ mình có một cái file như thế này mà chữ nó cứ bị dính vào nhau như thế này. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Đó, đấy các bạn thấy nhá. Thì cái lỗi này là nó xảy ra khi mà chúng ta soạn thảo cái văn bản này ở trên một cái phiên bản Office cũ, tức là phiên bản 2003 hoặc 2007. Đấy, nhưng mà sau đó là chúng ta mở sang một cái máy tính với cái phiên bản cao hơn thì nó sẽ xảy ra cái lỗi như thế này. Thì ở trên mạng nó có rất là nhiều cái cách hướng dẫn. Đấy, thì mình thấy là có rất nhiều cách là xử lý được, cũng có nhiều cách là không xử lý được. Đấy, thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mà hai cách như sau nhé. Nhưng mà những cái cách khác mình thấy nó không có hiệu quả thì mình sẽ nói với các bạn, là để cho các bạn biết, để xem nếu trường hợp cái cách đấy mà nó các bạn áp dụng được với trường hợp của các bạn thì các bạn áp dụng, còn không thì các bạn sẽ áp dụng cái cách khác nhé. Cái cách đầu tiên ấy, theo như ở trên mạng hướng dẫn các bạn xem thì các bạn sẽ thấy là họ hướng dẫn như thế này này. Cái file này họ sẽ lưu đổi file, cái đuôi file khác, mình chọn vào file này, sau đó mình chọn save as, sau đó chọn browse để mình lưu vào cái đuôi file khác. Ví dụ bây giờ mình sẽ lưu vào cái đuôi file là chúng ta chọn là Word 97203 này này. Đó, sau đó mình lưu ngoài desktop nhé, mình lưu ngoài desktop này, sau mình chọn save này. Đó, sau đó mình đóng cái file này lại để mình mở cái file đấy lên để xem chúng ta nó có được hay không nhé. Đây, cái file mà định dạng là Word 97203 đây các bạn nhé, mình nháy đuôi chuột để mình mở lên này. Chúng ta cùng xem nó có được hay không nhé. Đấy, các bạn thấy này. Đấy, nó không được. Đúng không ạ? Đấy, chữ nó vẫn bị dính như bình thường. Đấy, chữ nó dính như bình thường nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Nó vẫn dính. Vậy là cái cách này không dùng được với cái trường hợp của cái file này. Đấy, thế thì chúng ta làm như thế nào? Đấy, bây giờ mình đóng đi. Thế thì cái cách mà chúng ta cần phải làm thứ hai là gì? Chúng ta sẽ dùng cái trình đọc văn bản của Google. Thì đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập vào cái email của các bạn, hoặc là các bạn đăng nhập vào tài khoản Google của các bạn. Các bạn xem cái phần bên phải này này, các bạn thấy có 9 cái chấm này không? Các bạn bấm chuột vào nó. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái mục Drive, các bạn chọn vào đây. Sau đó các bạn tải cái file đó lên Drive của mình. Đấy, tải cái file đó lên cái Google Drive của các bạn. Đó. Thì mình sẽ chọn là Drive của tôi này, xong mình chọn tải tập lên. Đó, để mình tải cái file đó lên, các bạn hiểu không? Rồi, mình sẽ chọn cái file đó nha. Mình chọn cái file đó. Rồi, open để mình tải cái file đấy lên. Đấy. Chúng ta chờ một giây lát nha. Rồi các bạn thấy chưa? Đấy, cái file của mình nó đã tải lên xong rồi. Tải lên xong. Đấy, ok, sau khi chúng ta tải xong thì chúng ta xem cái file đó nó nằm ở đâu. Đấy, mình tìm cái file đấy. Đấy, mình tìm xem nó nằm ở đâu để chúng ta mở nó lên nhé các bạn xem nhé. Đây, file đấy đây. Đấy, thì mình sẽ mở nó lên, mình nháy đuôi chuột để mình mở lên. Đấy, chúng ta tải lên, sau đó là chúng ta mở lên và chúng ta xem. Đấy, mở lên chúng ta xem này, các bạn thấy chưa? Đó, đấy, bây giờ nó đã không còn bị dính chữ nữa rồi, đúng không ạ? Đó, không bị dính chữ nữa rồi. Thế việc tiếp theo của chúng ta làm thế nào? Để chúng ta tải nó về thôi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chờ một trong giây lát nhé. Thì sau đó chúng ta tải về, chúng ta chọn tệp này. Đấy, sau đó chúng ta chọn tải xuống, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ chọn cái dạng tải xuống, cái dạng file Word, đúng không? Chúng ta bấm và chúng ta tải xuống thôi. Đó. Đấy, chúng ta chờ trong một chút nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Nó tải xuống cái góc này. Đấy, giờ mình bấm chuột vào để mình mở nó lên nhé các bạn nhé. Rồi, chúng ta thử mở lên xem nó có được hay không nhé. Mình chọn Enable Editing.
Rồi. Rồi các bạn xem này, bây giờ mình đang đang mở file Word như bình thường nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy. Đấy, đẹp ngay đúng không ạ? Thì đây là cái cách để mà sửa cái lỗi dính chữ ở trong Word. Có rất là nhiều nhiều cách, nhưng mà thường là có tùy theo từng cái file mà cái cách xử lý sẽ khác nhau các bạn nhé. Đấy. Có những người người ta sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn vào file này này, sau đó chọn option. Đấy, sau đó sẽ chọn phần grouping này và bỏ tích hết cái mục này đi. Đấy, nhưng mà có những trường hợp sẽ xử lý được bằng cách đấy, có những trường hợp thì không được đâu các bạn nha. Đó. Thì mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi dính chữ ở trong Word rồi. Đấy, mình là Mr. Cảnh Excel, cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và nhớ follow để theo dõi những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.